Mắt gì của đội bạn khá tuyển trong trận này. Sang Mac, trong khi đó phía bên mình Minoan thì nó game thủ mạnh hào, tức là vẫn có thể chơi được. Và Hồng Quân cầm Pơ vẫn chơi được, được, vẫn đánh được. Quân không, không cửa trên được. Quân này không cửa trên được, cân thôi. Anh Kami đỡ kiều idol của em kiều lắm ạ. Đấy, không. Nói chung là không không idol mình mà lại idol mạnh hào thì đấy là một sai lầm của bạn thôi. Nếu bạn idol của mình thì mình rất đơn giản. Bao giờ mình kìa, chớm bảo mình ai là ai idol rồi tới chớm kêu gái tới chào ngay. Chào anh Đàm Thái nhá. Như vậy là trên khung chat tương tác bây giờ, mặc dù là có khoảng 45 người đang xem nhưng tương tác bây giờ chỉ có anh Phil Luna thôi, anh Đàm Thái và Phương Euro. Nhìn cũng khá là xôm nếu nhìn qua. Rồi đeo lại cái giày gánh cho nó tử tế anh em ạ. May quá buổi tối nay khả năng là rảnh, sẽ đi sửa lại con iPad. Bố em cho cái iPad học và là cần đi sửa một chút. Thôi ok, thôi thì lấy thôi. Giờ 5 triệu thì phải mất mới không nhanh. Còn ăn nhé nhé. À, chào anh thành phố Hoa Phượng Đỏ. Đây là Cami, chào anh Hoa Phượng Đỏ nhá. Rồi như vậy là đếm ra là có 4 người tương tác. Nói chung em cứ xác định rồi, sửa một mất trên một củ là hủy. Không có sửa sủng gì hết, trả lại về sản xuất. Cho hỏi bình luận là ai vậy? Xin chào anh Hồ Trương, em xin tự giới thiệu, em là Cami đẹp trai của MVP. Anh có thể like page của em ở phía bên trên bài ghi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Giày bận quá rồi. Đăng lên Game TV fanpage cho mọi người xem em ơi. Không đăng được mọi người ơi, phải đăng ở trên page của Mạnh Hào để Mạnh Hào kiếm clip. Bởi vì Hào là người đã ký hợp đồng với Facebook rồi. Đăng trên page Mạnh Hào thì Mạnh Hào sẽ có thể có được clip. Ít người xem những chất lượng, thực ra thì nói thật với anh em là ít người xem những chất lượng. Đấy là một cách để tự an ủi bản thân mình thôi. Thế còn càng đông người xem thì càng tốt, bởi vì em chỉ đơn cử càng đông người xem thì cái tỷ lệ sao rơi nó càng cao, mà sao rơi thì có thể quy ra được tiền đấy. Mà sao đấy là sao miễn phí với các với anh em nhưng mà nó lại quy ra được tiền cho streamer đấy. Tất nhiên là những cái người mà xem kèo đấu như thế này, tầm bốn mấy người xem như thế này toàn là những người mà rất đáng quý đối với cá nhân của Mạnh Hào, còn đối với em thì bình thường. Phải không ạ? Đấy thì rất đáng quý với đối với anh thủ Mạnh Hào. Ôi ôi, như vậy là tơn tí nữa ăn tranh đường đội. Bình luận hay đấy, cảm ơn anh Hồ Trương. Cảm ơn anh Hồ Trương. Vâng, rất tự hào nhưng mà em cũng gọi là được một fan nữ nhắn tin mà là thích em chỉ vì giọng bình luận của em thôi. Không biết game này là game gì, em bình luận là game gì luôn. Hay quá, lần đầu tiên được nhắn tin thế, cảm giác rất rất phê. Rất phê mọi người ạ. Anh làm sao mà lại có người gọi nhắn tin bảo là không biết game gì nhưng mà thích chỉ vì giọng bình luận được. Đúng không ạ? Giọng phải chuẩn mực như dấu quốc tế như em. Được. Đúng với tội lúc to lúc nhỏ. Để em kiểm tra lại mic xem. Sao lúc to lúc nhỏ được nhỉ? Sao do cái mic này có vấn đề. Em gái Kami sinh năm bao nhiêu? Như vậy là đời bạn 24% và 23% nhưng nó lên đời hết tất cả rồi. Nghe mày có vẻ khá cặn. Má C lên đời còn sớm hơn cả sen của Hoàng Công Nghiệp. Vâng, như vậy cũng nghe vẻ phê. Khi mà Pơ của mình lên đời chắc là trận này phải đến 11 nữa thôi. Em gái em sinh năm 2003 nha mọi người.
năm thì 3-4 năm trước nó vẫn còn hát bài em là bút măng non đấy. Nhưng mà bây giờ thì chắc là không hát bài đấy nữa rồi. Bây giờ là em là bút măng tươi. Em lớn lên chờ người tơi thịt. Man City dò công giáp đầy đủ và ở khoảng thời gian cực sớm tấn công vào nhà người cầm Spurs. Một trận đấu mà Spurs lên đời muộn hơn Mark. Spurs lên muộn hơn Mark là càng thực sự mọi người như vậy. Có cung tê đẩy sang tới từ anh Hoàng Công Nghiệp. Trận này là tỷ lệ rất cao khi mà Hào là người đánh cung A. Như vậy là khả năng sang cứu của Hào không có. Persian của Hồng Quân những người phải tự mình chống đỡ. Và tôi biết rằng đó là một bài toán rất khó dành cho Hồng Quân khi mà Mark Sen lên đời sớm. Cả Mark cả Sen đều lên đời sớm hơn so với Persian của Hồng Quân. Thì đỡ kiểu gì đây? Phải ăn được bãi quà này lấy lực. Không, chắc là cũng không ăn được. Nếu như chúng muốn chém không thì chơi mà món lạc đà thủ. Nhưng mà nếu như mà... Nhưng mà vấn đề là chuẩn bị có cung R sang nữa. Số lượng quân của đội bạn thì đông hơn rất nhiều. Không thể hai lạc đà không thể thủ nó. Ăn một là bắn cung T. Đây là chém của đội bạn. Ăn được hết bãi quả thì tươi, chết hết dân cũng được. Nhưng liệu rằng có ăn hết được hay không chúng ta cùng chờ đợi. Lạc đà được tách khắp nơi thì có thể thủ. Câu kéo khoảng thời gian để cho người cầm Milan có thể lên được cung hai áo. 4 lạc đà để đối thủ bãi quả. Vẫn đang có vẻ như là thủ được. Tân cung đầu tiên 4 con. Đây là máy của game thủ Mạnh Hào. Cung A đang là chỉ là 1 áo thôi. Tham Lai đang là 35. Phút thứ 15 đang trôi qua. Persian đang đánh nhau chảy máu, toát đầu chảy máu. Chắc chắn là không ăn được bãi quả này rồi. Cố gắng đi chém trước. Em gái Gami năm nay lớp 10, sinh năm 2001 đó. Em gái em sinh năm 2003 nhá. Năm nay lớp 10, năm nay lớp 10 là 2003 bảo mọi người. 2001 là năm nay là chuẩn bị thi đại học rồi. 2001 là năm nay 17 rồi, 18 rồi, 2019 mà 18 rồi. Thì là 10, chuẩn bị 18 rồi. Các bạn tham lai dường như là vẫn cân được chứ. Mình còn đè cơ. Phải đeo. Chắc là nhìn nhầm. Giờ mà vớ được đạo nông dân của Max C mới là tươi này. Đấy. Tặng cô em đồng hương Hải Phòng. Cảm ơn Hồng Nhật nhá. Cảm ơn Hồng Nhật đã tặng Mạnh Hào 50 sao. Chị Lương. Anh vợ cảm ơn Hilo. Có tặng sao cho anh vợ chưa? Một câu anh vượng, hai câu anh vượng, sao cấm sao nào này. Lấy chồng được rồi á, mẹ chưa cho lấy mọi người. Vâng, màn đánh máy của Mạnh Hào thấy bảo đang đánh nhau toát đầu chảy máu thì này cũng là hai áo rồi. Chém đảo rất khó chịu. Cố gắng đứng xa xa thêm một chút để có thể bắn rỉa không cung rồi. Chém vẫn đang đảo. Quá khó chịu tới từ game thủ của bà. Được quá nhiều cung rồi. Tuy nhiên chúng ta vẫn đang không quá nhiều cung mà. Được đấy, lạc đà về đó được. Mẹ em chưa cho nó lấy chồng nhá mọi người nhá. Khổ quá. Sinh năm 2003 mà anh em đặt gạch sớm thế. Ta mình 9 trên 84. Bánh xe đã có dành cho Hào rồi.
không quá đông cùng đợi tới thời gian của xe, nhưng hiện tại thì xe vẫn chưa mất gì. Hy vọng rằng anh Hoàng công nghiệp đánh từ từ thôi, hy vọng anh Hoàng công nghiệp sóc 3 thôi, chứ thời điểm này anh Hoàng sóc 5A là căng. Khá khá cung A đối thủ vừa rồi. Gà cho Hào đi. Hào thì em nghĩ rằng là Hào lại không thích những thể loại kiểu non non như thế. Rất đồng cùng với đội tuyển thủ màu vàng, nhưng tên này vẫn chơi được. Em nghĩ là vẫn chơi được dành cho tuyển thủ Mạnh Hào. 47/100 tiếp tục tăng A. Số lượng công A đang tụ được vào dần, và các bạn thì thấy rằng nó gần giống với cái trận mà buổi sáng ngày hôm nay em đấu với cả một một anh khán giả. Nếu như mà anh em có xem số lượng chim em buổi sáng, tức là nếu như một công A Minoan tụ được ở đông thì lúc đấy sẽ có rơi vào tầm khoảng 70 dân, và người ta cũng sẽ rất đông quân. Tụ được nhiều công an ra vẫn có hy vọng. Tiếp tục trai nào, trai trai Nhiệt Tình. Đảo ngang đảo dọc. Nhiệt Tình trong tên này nào. 58/108 để sử dụng enemy với người cầm lạc đà. Còn tên này có vẻ như là khá tươi dành cho game thủ Mạnh Hào. Nhưng không biết là ở thời điểm này thì Seng đã có được bao nhiêu chiếc nhà BA rồi. 63/112, 6A đang bắt đều. Chúng đang không quá đông, nhưng những con công an là những con công an không có giáp, và chém đang chém luôn những con công an trong tình huống này. Một tên mà Mạnh Hào rất mất rất nhiều công an khi bị chủ yếu là đam tới từ ngựa chém, và bây giờ thì cung đờ đang đẩy lên. Thực sự chém nó thu đam là quá ghê, và có cả y nữa thì chịu rồi. Và như vậy là tỷ số được san bằng là 1-0 dành cho đội tuyển của bên phía team Sky. Chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi một giây lát trước khi đến với trận bản lề. Mình đã ốm mà